chân em đi. Sao em quá dễ thương, làm cho anh tâm hồn xao xuyến. Nhà anh không xa hoa, anh chẳng có tiền thoải mái tiêu pha. Nhưng nếu em cần, dẫu có bao xa, anh sẽ là người, là một người mà bên em cần em nắm bàn tay, ta cùng đi khắp nơi muôn loài hoa đang rực rỡ trong nắng mai. Ngày và tháng đêm đều chỉ có tiếng cười và ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, không cần lo lắng chi trên ngoài kia ai và ai. Yêu cứ yêu em mà, chỉ muốn nói đôi lời từ trái tim này người ơi. Đừng vội vàng chờ anh theo với, ngại ngùng làm gì mỗi lần thôi em hơi rộn ràng nhịp tim. Vì anh đã cho yêu em rồi, lời ngọt ngào từ em cô bé. Nhận lời từ giờ là người yêu anh nhé, chỉ cần vậy thôi. Và anh sẽ mãi yêu em trọn đời. Người con gái đẹp nhất ở trên đời, nên là anh muốn mỗi khi em giận dỗi, anh lau khô đôi mi và nơi nào em muốn tới thì anh sẽ dắt em đi nha. Đừng vội vàng chờ anh theo với, ngại ngùng làm gì mỗi lần thôi em hơi rộn ràng nhịp tim. Vì anh đã cho yêu em rồi, lời ngọt ngào từ em cô bé. Nhận lời từ giờ là người yêu anh nhé, chỉ cần vậy thôi. Và anh sẽ mãi yêu em cho. Đừng vội vàng chờ anh theo với, ngại ngùng làm gì thôi em hơi rộn ràng nhịp tim. Vì anh đã cho yêu em rồi, lời ngọt ngào từ em cô bé. Nhận lời từ giờ là người yêu anh nhé, chỉ cần vậy thôi. Và anh sẽ